Tát bốn nguyện, quán chúng sinh nghiệp duyên phẩm thứ ba Phật Mẫu thưa hỏi. Lúc đó Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính và hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thánh giả chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi thời có Phật Pháp, nơi thời không có Phật Pháp, nhận đến bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải chỉ riêng tội nghiệp nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát, tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm nơi ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng Thánh Mẫu trông mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng xin thánh giả nói cho. Bồ Tát lược thuật. Khi ấy Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng Thánh Mẫu, danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây. Như có chúng sinh có lòng ác, như có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, cái đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh nào có lòng ác làm thân Phật, bị thương chảy máu, khinh chê ngôi tam bảo, tránh kính kinh điển cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh xâm tội, hoặc có chúng sinh xâm tội của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, cái đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh trộm cắp những tài vật, lúa gạo, đồ luộng, y phục của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật, cái đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng Thánh Mẫu, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục cũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phu Nhân lại hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng thế nào là vô gián địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế nữa có đến 1000 trăm, danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vào ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt, cao đến 1 muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào ở trống. Trong ngục thành đó có các nhà địa ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là vô gián ngục, này châu vi một muôn 8000 dặm, tường ngục cao 1000 dặm, toàn bằng sắt cả, lửa cháy ở cửa suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân của mình nằm đầy chật cả trên giường. Do về tội nghiệp đã tạo ra mà cảm vở như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Là những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ ra xoa cùng với loài ác quỷ. Răng nanh chĩa ra ngoài miệng, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằng chặt. Lại có quỷ ra xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi lên trên không lấy chĩa hướng lấy để lại trên giường. Lại có rắn sắt, lại có diều hâu bằng sắt bộ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi nóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài mà đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cày bừa trên đó nuôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm, một lần chết một lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không được. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Khi thế giới này hư hoại, thường sinh nhờ có địa ngục ở thế giới khác. Khi thế giới khác có hư hoại, thời lại sinh vào cõi khác nữa. Khi cõi khác hư hoại, thời cũng xoay vần sinh vào cõi khác, đến khi thế giới này thành xong, thời sinh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong ngục vô gián như thế đó, lại địa ngục đó do có 5 điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. 5 điều đó là những gì? 1. Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngất nên gọi là vô gián. 2. Một người tội thân đầy chật cả ngục, nhiều người tội mỗi thân không đều chật đầy cả ngục nên gọi là vô gián. 3. Những khí cụ đại hành tội nhân như chĩa ba gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối sai, cơ đục, dao mác, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lửa sắt, ngựa sắt, ra sống liền đầu nước sắt nóng dưới thân, đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thở nước sắt sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. 4. Không luận là trai hay gái, bừng mán mọi dợ, giả trẻ sang hèn, hoặc là rồng là trời, hoặc là thần là quỷ, hễ gây tội ác theo đó cảm thấy tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. 5. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi một ngày đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sinh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián.
Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đã hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó giàu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xiết lo dầu và chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Ha ha ha, Bun Sam Mo Di So Ha.